Quang Hùng xin kính chào quý vị khán giả của channel Quang Hùng Video. Hôm nay Chủ nhật ngày 18 tháng 2 năm 2024, nhằm ngày mùng 9 Tết Giáp Thìn, chúng tôi đang có mặt tại Chùa Pháp Quang, tòa lạc tại thành phố Grand Prairie, Texas, để cùng tham dự lễ dâng hoa đầu năm do gia đình Phật tử Pháp Quang tổ chức. Ngoài ra, các anh chị huynh trưởng theo truyền thống cũng đã lì xì cho các em đoàn sinh trong gia đình Phật tử Pháp Quang nhân dịp này. Đây là một truyền thống đã hình thành từ rất lâu mà gia đình Phật tử Pháp Quang thực hiện nhằm mang lại niềm vui và khuyến khích các em đoàn viên trong gia đình Phật tử Pháp Quang nâng cao tinh thần tương trợ cũng như hoàn thiện bản thân trên con đường hoa sen trắng. Trong buổi lễ dâng hoa đầu năm năm nay, như truyền thống là ngoài các em đoàn sinh còn có các phụ huynh cũng tham dự rất đông đảo. Trong không khí vui nhộn, đoàn Long Pháp Quang đã đến cùng chung vui, đã làm không khí tại nơi đây rộn ràng hẳn lên. Sau đây là vài hình ảnh chúng tôi ghi nhận tại buổi lễ này. Kính mời quý vị cùng theo dõi.
các em hướng về Phật đà trang nghiêm thanh tịnh, dùng đôi bàn tay nâng những cành hoa tươi đẹp như tấm lòng trong sáng của chúng ta và lời nguyện tốt đẹp lành năm mới dâng lên Đức Thế Tôn. Yeah.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Xin cảm ơn quý thầy cô giáo viên Việt ngữ. Dạ. Trung tâm Phật giáo Cung Việt vừa là hòa thượng cố vấn giáo hoàng gia đình Phật tử Phật Quang. Kính thưa anh tổng thư ký đại diện gia đình Phật tử Trung ương, kính thưa anh chị trong ban hướng dẫn đại diện gia đình Phật tử Minh Tịnh Kiến, kính thưa quý phụ huynh, quý vị giáo viên trường Việt ngữ là chú Phật Quang, và cùng tất cả các anh chị huynh trưởng, các em đoàn viên trong gia đình Phật tử chùa Phật Quang. Tết Giáp Thìn đã đến với chúng ta trong những ngày qua. Tuy nhiên, thời tiết vẫn còn giá lạnh, nhưng tất cả chúng ta đã khắc phục và trở về với mái nhà tâm linh, mái chùa Pháp Quang của chúng ta để tham dự cái ngày lễ dân hóa cúng Phật hàng năm được tổ chức của gia đình Phật tử Pháp Quang. Trước hết, chúng con xin đại diện ban điều hành kính chúc Hòa thượng viện trưởng một năm mới pháp thể kinh an, pháp Phật sự viên thành, và chúng tôi cũng kính chúc quý vị đại diện, quý vị phụ huynh cũng như là các anh chị giáo viên của trường Việt ngữ một năm mới thanh tâm an lạc và bản sự các tường. Kính thưa ban gia trưởng, các anh chị huynh trưởng và các em cháu trong gia đình Phật tử Pháp Quang, trải qua một thời gian dài, các anh chị đã đem sức mình để hướng dẫn cho các cháu, các em trên con đường hoa sen trắng. Chúng tôi thành thật cảm ơn các anh bác gia trưởng cũng như các anh chị huynh trưởng đã quên mình, đã tiếp tục con đường mà các anh chị huynh trưởng tiền bối đã trao lại cho các anh chị. Và chúng tôi hy vọng rằng gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ cũng như là gia đình Phật tử Pháp Quang vẫn tiến mãi trên đường học dân. Cuối cùng, đại diện ban điều hành chùa Pháp Quang, chúng tôi cũng xin kêu gọi quý vị phụ huynh học sinh cùng tiếp tay với ban điều hành chúng tôi để hỗ trợ cho gia đình Phật tử Pháp Quang. Một lần nữa, chúng tôi kính chúc quý vị một năm mới tâm tâm an lạc, vạn sự cát tường như ý. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng và đại đức Tăng, các chùa Pháp Quang, kính thưa quý cụ, quý bác, trưởng thượng cùng với toàn thể quý Phật tử thiện nam tín nữ và cùng với tất cả anh chị em huynh trưởng đoàn sinh các cấp mình tình khiết nói chung và gia đình Phật tử Pháp Quang nói riêng,
lời đầu tiên, thay mặt chư tăng, chúng tôi xin khấn tuệ đến quý cụ, quý bác trưởng thượng và cùng toàn thể Phật tử năm nhiều sức khỏe, may mắn, gia đình được hạnh phúc. Cầu nguyện ơn trên Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý vị cùng gia đình được nhiều niềm vui an lạc. Năm nay chúng tôi cũng yếu, thành ra lời nói nhiều khi cũng ngắt quãng và cũng không để làm hết thì giờ quý vị. Chúng tôi chỉ có gửi lời khấn tuệ chúc tất cả toàn thể quý vị một mùa xuân an lành và được nhiều cái phúc lợi. Nam mô A Di Đà Phật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xin mời các anh chị huấn trưởng điều độ các em vào vị trí để mình chụp hình lưu niệm chung, và xin mời các anh chị, mời quý thầy ở lại chụp hình lưu niệm với gia đình Phật tử, và chúng em cũng xin mời quý anh chị trong phần lì xì đã xong. Một lần nữa chúng tôi xin nhờ quý anh chị huấn trưởng điều động các em trong gia đình Phật tử mình sẽ chụp một tấm hình lưu niệm. Xin mời quý bác cùng ở lại chụp hình với gia đình Phật tử. Xin quý anh chị đem mấy chiếc ghế ra để mình mời quý thầy chụp hình chung. Kính thưa quý vị, vừa rồi là vài hình ảnh chúng tôi ghi nhận tại buổi lễ dân hoa đầu năm và lì xì do gia đình Phật tử Pháp Quang tổ chức. Chúng tôi xin kính chúc gia đình Phật tử Pháp Quang ngày càng lớn mạnh. Các anh chị huynh trưởng cũng như quý phụ huynh, các thầy cô dạy Việt ngữ luôn luôn mạnh khỏe và bình an, để cùng dìu dắt các em đoàn sinh thêm vững bước trong tương lai như sư ông Thích Trí Hạ Hiền luôn luôn kỳ vọng. Quang Hùng kính chúc tất cả luôn mạnh khỏe, bình an, thân tâm an lạc. Chúng tôi xin kết thúc chương trình tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những phóng sự sau. Xin kính chào.